Chào ông bà cô chú đi. Ủa? Xin chào cả nhà, quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Như cả nhà cũng biết là nhà Thúy và Yuri đã sửa nhà vệ sinh xong rồi, thì cách đây vài hôm nó mới hoàn thiện tất cả mọi thứ, kể cả cái cửa kính. Thì hôm nay mời mời cả nhà cùng đi một vòng với nhà Thúy và Yuri nhé. Em Mon ơi, em Mon ơi, vào đi, nhanh 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 nhanh, go 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 go. Đóng cửa hả? Đóng cửa hả? Con kia, chào kia. Ôi ôi. Đây là nhà tắm và nhà xông hơi của nhà Thúy trước khi sửa. Cả nhà xung quanh tường nhìn là không có đẹp và cái màu nó cũng xấu và cũ và không có được sạch sẽ cho lắm. Yuri phải dỡ hết gỗ ra như thế này và phía trên lớp gỗ kia là có một lớp bông giữ ấm nữa. Và Yuri cũng phải tháo luôn cả lớp bông đó rồi lót lớp bông mới. Đập hẳn hết những cái tường thạch cao và lôi hết tất cả bông của xung quanh tường ra. Cũng như là dọn hết thạch cao rồi cạo hết nền và làm lại cái nền, ngay cả cái nền Yuri đang ngồi đó là đã làm lại rồi. Và sau đó phải lót thêm một lớp bông, lót thêm giấy bạc, lót thêm một cái miếng, những cái tấm ván màu nâu bên bên cạnh như này nữa. Sau đó thì Yuri còn phải làm lỗ phòng thông hơi này, rồi làm đèn này, rồi chuyển chỗ của những cái vòi nước cũng như là điện. Đây là sau khi là Yuri đã ốp ván lên rồi, nhưng mà nhà xông hơi thì vẫn chưa ốp ván lên. Sau khi mà lót thêm bông thì Yuri phải trải thêm một lớp giấy bạc như thế này để giữ nhiệt, sau đó sẽ đóng thêm một lớp gỗ như thế này. Đây là sau khi đã có hoàn thiện phần thô hầu như là đã xong rồi cả nhà, cái phần cơ bản đã xong rồi. Lúc này thì bố qua phụ giúp. Lúc này Yuri còn phải ốp đá lên bờ tường nữa, ốp hết lên tường như thế này thì nó sạch hơn, đẹp hơn và sang hơn nữa, và cái giá trị của nó thì sẽ lên hơn, lên cao hơn. Ngay cả cái trần nhà Yuri cũng phải làm lại tất cả mọi thứ luôn. Bây giờ nhiệm vụ của Thúy là ngồi giữ cái này. Tại vì bây giờ mới được một lớp kính đầu tiên. Ngồi giữ lên như này một chút xíu sợ nó đổ qua bên này này. Thực ra không phải giữ gì, chỉ là cán cái chân như thế này để cho nó khỏi chỉ đổ ra ngoài cái nhà như thế này thôi. Ngồi chờ Yuri làm cái cảnh tiếp theo. Làm bằng cửa kính thì nó đẹp và kiểu nó sang hơn cả nhà, nhưng mà hơi cực hơn một chút xíu và mắc tiền hơn nữa. Rồi bố cốc cốc đi. Xin mời. Ôi 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 ôi. Bye bye. Em Mon ơi, cho vào đây này. Em Mon vào đây giúp mẹ này. Em Mon vào đây giúp mẹ nè. Bố mở cửa nè. Mở cửa cho bố đi. Cốc 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 cốc. Ô ô. Em Mon trốn rồi. Xin mời cả nhà và cùng tham quan nhà tắm cũng như là phòng xông hơi của nhà Thúy. Ở đây có đầu tiên là bóng đèn. Bóng này thì nhà Thúy cái này chỉ có một chế độ màu vàng, nhưng mà William ồn quá. Nhưng mà cái bóng trên này thì đây cả nhà xem cái trần nhà luôn. Cái trần nhà này nói chung là nhà Thúy cải thiện hết tất cả, kể cả cái trần nhà. Cái trần này cũng là bằng gỗ và cái đèn này là cũng mới. Và chờ mẹ một chút, đây này con chưa chào ông bà cô chú mà. Giúp con làm gì? À. Cái chưa lọc rồi. Nặng quá. Ui ui. Con bên ra ngoài làm gì? Ôi 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 ôi. Này nha. Ôi 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 ôi. À ba cái. Con mang ra đi, con mang ra ngoài đi. À,
em Bon làm phiền quá. Và tất cả mọi thứ đều thay mới thì nhà Thúy á. À, cái đèn này Yuri cũng thay mới luôn đó cả nhà. Nó có hình như là ba tông màu khác nhau. Cái này là tông màu sáng nhất, the lighted one. The light one. À, cái này thì dùng bằng điều khiển. À, thì như Yuri để cái điều khiển trên này. Remote you put somewhere in here. The remote for the lounge. À, ở đây thì còn có cả nút điều khiển này. Độ ấm, độ sáng như thế nào. Ủa cái này, we never used it before. Thì thích màu trắng như thế này. Tại vì cái này đã màu vàng rồi. Thường thường nếu mà Thúy không dùng cái này, Thúy chỉ dùng màu vàng này như này thôi cho chịu mắt. Và cái tủ kính này nhà Thúy cũng mua mới. Và cái này nữa, cái này thì thiết kế thì hơi to so với cái nhà tắm này. Nhưng mà tại vì chưa put it on yet. Nhưng mà tại vì Thúy có ý định là sau khi sinh em bé xong á, thì Thúy sẽ dùng cái này làm như là một cái chậu tắm dành cho em bé. Thì nhưng mà cái này phải lót một cái tấm lưới nệm phía dưới cho em bé nằm, em bé sơ sinh á, thì Thúy sẽ dùng cái bồn này để tắm cho em bé luôn. Đó là lý do vì sao mà Thúy lại muốn dùng cái bồn to như thế này. Và trong này cũng có hộp đựng đồ nữa, bỉm và đồ, những cái đồ dùng linh tinh. Dưới này liên quan đến đồ toilet các thứ thì sẽ để dưới tầng dưới. Thực ra trên này thì có đặt những cái khuôn để đồ trang điểm hoặc những cái nhỏ nhỏ vặt vặt á, nhưng mà chưa lấy về. Và trong này cũng là tủ đựng đồ vệ sinh cá nhân cũng như là nước hoa hoặc là rửa mặt các thứ của cả Yuri và của Thúy. Của Yuri là từ chỗ này trở lên, còn của Thúy là từ chỗ này trở xuống. Tại vì mặc dù Yuri là đàn ông nhưng mà nước hoa nhiều hơn vợ này. Nước hoa Yuri rất là nhiều luôn. Còn phía bên này, từ chỗ này đâu xuống là của Thúy, còn trên là của Yuri tại vì ảnh cao hơn. Và một cái không thể thiếu như mọi người cũng nói là ở châu Âu và những nước khác sẽ không có cái vòi xịt đít. Nhưng mà nhà Thúy cũng không thể thiếu, đó là thực ra ở Phần Lan thì hầu như ai cũng có, nhà nào cũng có. Đây, cái này là cũng một bên nóng một bên lạnh và đây là cái vòi không thể thiếu của nhà vệ sinh đó cả nhà. Chứ không phải là ở châu Âu là không có đâu, nhưng mà ở Phần Lan là có. Nhưng mỗi nước ở châu Âu đều khác hay sao á. Và đợt trước thì nhà Thúy để máy giặt bên này, nhưng mà bữa nay chuyển qua đây. Và cái này nóng, around 60 degree. How do you think? How many degree? Cái này là cái để gọi như là để hong khô làm ấm á cả nhà. Trong này là nước nóng, hình như là 60 đến 70 độ C á. Giống kiểu bao tay em Bon ra ngoài chơi xong bị ướt thì nhà Thúy sẽ treo đây, hoặc là khăn tắm sau khi dùng xong mà nó ướt á, thì nó ẩm á, thì sẽ bỏ lên đây. Đấy, kiểu như này cho nó khô á, tại vì cái này nóng mà. Hoặc là đồ mà đi mưa về á, thì sẽ treo vào trong này, nó sẽ rất là nhanh khô luôn. Hai bên này Yuri, cái này là Yuri thiết kế. Thực ra là cũng hỏi ý kiến Thúy là cái màu nào, cái này là Thúy chọn. Tại vì những cái kia thì không thích, tại vì nó Thúy bị dị ứng với lỗ, nên Thúy không thích mấy cái kiểu kia. Còn cái này là anh chọn hết, chạy viền từ bên này qua bên này. Did you see this line too? Xong rồi, dạ. À, tên là cửa này bằng kính. Cửa này thì không cần đặt lâu. Còn đây thì cái này là có xả lên đây, xả lại xuống kia và chỗ này nữa. Thì cũng có nóng lạnh bình thường. Con ăn đi, bố không ăn đâu. Thì cái này cũng là chỉ là hai cái vòi nước nóng lạnh. Why he takes more pee to put inside like that? Bon ăn hả? Mitä sulla on siellä taskussa? Mitä sulla on taskussa? Näytä. Mitä sulla on täällä? Con bỏ gì trong túi á? Ja mitä sä laitoit sinne? Con bỏ bánh vào túi hả? Và đây là phòng cái nền nhà Thủy chọn màu này, không có chọn màu trắng tại vì xung quanh hai bên tường đã là màu trắng rồi và cũng không muốn nó quá là sáng ấy. Và cái nền và cái trần nhà, cái màu nó tựa tựa nhau á. Đây, cái trần nó cũng màu nâu nâu như thế này. Cái hộp vuông này á, cái hộp vuông này là cái công tắc á, đèn phòng xông hơi Yuri tự thiết kế. Trong đó là những cái liên quan đến đèn của phòng xông hơi. Còn hộp vuông phía bên kia là đồng hồ nước các thứ, mà là đợt trước là họ để ngay phía dưới này. Còn đợt này thì nhà Thúy đã thu gọn lên trên kia. Đó cũng là Yuri thiết kế.
Và ôi dồi, ôi dồi. Và đây là phòng xông hơi. À, cái cửa kính này nhà Thúy đặt we ordered it 6 weeks. Ôi ơi, nhà Thúy đặt cái kính này 9 hoặc 10 tuần mới về. Đáng lẽ là trong vòng tầm 1 tháng là có, nhưng mà sau đó nó kêu là bị chậm trễ và nó muốn bồi thường tầm 50 euro là tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3 gì đấy. Mà trong khi cái kính này nhà Thúy mua 20, 25, 26 triệu và nó đòi bồi thường chỉ có 1 triệu mấy á. Xong Yuri kêu là vậy thôi, lấy lại tiền, không có nhận tiền bồi thường á. Không phải là bồi thường mà kiểu đấy. À, nó kiểu giấu cái tiền xin lỗi. Xong rồi nó kêu là nếu mà nhận lại tiền thì sau 2 tuần nữa nó mới gửi tiền về tài khoản mình được, hoặc là sau 2 tuần nữa thì kính cũng sẽ về luôn. Thế thôi nhà Thúy chờ. Nhưng mà Yuri lên viết cái gọi là cái gì ta, cái phản ánh trên cái cửa hàng á. Xong rồi là họ bồi thường cho nhà Thúy cái này là 5 triệu, là bớt thêm được 5 triệu. À cái đó nữa hả? Cái đó là cái gì Bon nhỉ? Cho ông bà xem với, cho ông bà cô chú xem. Cho ông bà cô chú, cái này là để cào nước. Sau khi tắm xong lấy cái này cao nước. À cái sàn này của nhà Thúy phía dưới là có lót cái làm ấm bằng điện á. Nên là bây giờ đi chân đất trong này nó ấm lắm. Ở đây còn có cái bô của em Bon. Ê bây giờ mời cả nhà vào phòng xông hơi. Em Bon ơi, em Bon đứng qua một bên cho mẹ nào. Em Bon đứng qua kia. Ah, not yet have light in Yeah, turn off it. Still can see. Ở đây là phòng xông hơi. À, tất cả gỗ này là Yuri tự gắn hết. Và cái này Yuri đóng, cái này Yuri đóng. Cái này cũng là Yuri đóng. Ở đây thì Yuri cũng làm thêm một cái bệ này để cho cái chỗ, để chậu cho em Bon cùng ngồi xông hơi cùng với bố mẹ. Thì cái này có sơn thêm một lớp sơn. Còn cái này là gỗ tự nhiên. Cái màu gỗ tự nhiên chưa sơn bọc gì hết đó cả nhà. Ở đây là một cái giống như là thông hơi ra ngoài này. Ở bên kia một cái nữa. Và thường thì sẽ trải một cái khăn như thế này để ngồi. À, đây là cái gọi là cái chỗ để dội nước. Thì không biết là gọi là cái keyword hả? Cái chỗ để dội nước và cái này để ngăn lại á. Thì đấy, phòng xông hơi của nhà Thúy như thế này là xong rồi. Thì thấy nó rất là xứng đáng, mặc dù tốn hơi bị nhiều tiền nhưng mà nó xứng đáng, tại vì nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Thì bây giờ cái này Yuri cũng làm, nói chung là Yuri làm hết tất cả mọi thứ. Nguyên cái phòng trong này thì là đóng. Yuri cũng tự đo, cân đo đong đếm và cắt để đóng nó lại như thế này á cả nhà. À, cái này để gáo để dội. À, cái đèn này hơi cong phông một chút xíu, tại vì khoan đục lỗ nó rất là lằng nhằng, nhưng mà nó đẹp hơn nhiều. Nóng quá Thúy đã bật nó lên rồi để cả nhà cùng xông hơi. À, có thể là ở Việt Nam mình mọi người kêu là bầu không nên đi xông hơi, nhưng mà ở Phần Lan á thì Thúy có hỏi bên y tá chăm sóc sức khỏe mẹ và em bé, họ kêu là bầu đi xông hơi bình thường á, chỉ là không được ngồi, không nên ngồi quá lâu thôi. Nhưng mà thường thường Thúy đi cũng không ngồi lâu quá, tại vì mình nóng mình cũng khó chịu. Hoặc là Thúy sẽ ngồi cái bậc này, thường mọi người sẽ ngồi cái bậc trên này đúng không, nhưng mà Thúy bầu thì Thúy sẽ ngồi bậc này cùng với em Bon như thế này, nó sẽ đỡ hơn, nó không có bị nóng quá, nó chỉ nóng cái phần đầu này của mình thôi á. Thì bây giờ mời cả nhà cùng đi xông hơi với cả nhà Thúy và em Bon và Yuri nhá. Em Bon đi xông hơi nhá. Đi nhá, đi sauna nhá. Đứng lên nè, kéo nè. Mẹ giúp nè. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi 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 ôi. Tự đứng luôn hả? Đi, thay đồ đi xông hơi thôi. Nonni. Nonni. Đây là đèn, đèn đúng không? Con cẩn thận con. Đây là cái đèn này thì nó ấm hơn, nó ấm hơn cái màu trắng. Thế là như thế này đẹp hơn. Đây là một chai tinh dầu, cái này là tinh dầu hương thảo, thì sẽ nhỏ vào trong cái chậu xông hơi này, thì sẽ quậy nó lên. Đây là tinh dầu hương thảo, mọi người có thể dùng tinh dầu xả chanh thì mùi nó thoải mái hơn, mà nhà Thúy xả chanh đã hết rồi.
đi xong hơi thì nhà Thùy sẽ tắt bớt đèn đi, không có để nhiều đèn như thế này nữa thì nó sẽ bị để nhiều đèn thì nó bị mất đi cái không khí á, là siêu quậy. Chỗ của em bom như thế này thì chắc chắn hơn nhiều luôn á. Phải cho nhìn ra. Tạm biệt mọi người. Bye bye. À nữa hả? Con lấy nữa hả?